4902 đúng không? Có phải là 4902 không? Bạn không được. Ra rồi đây. Hồi nãy em vẫn không ra mà. Nãy em đã bấm cái số này em vẫn hoài không ra chứ bộ. Thế hỏi đi. Không theo một thứ tự gì luôn này. 9 này. 4 này, 4 đầu tiên 902. 4 là cái gì nhỉ? Mở đây em không nói rồi. Cố lên. Đây đi, men men cho khô này. Từ 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 trả lời câu hỏi đã. Bác Hồ dạy công an nhân dân bao nhiêu điều? 6 điều. Không được. Nó có theo thứ tự của câu hỏi không ạ? 0620 hay 600 6200 0602 0602 60 đi, 6020 đi. 00260 0260 0206 0260. Ok, yeah! Giỏi lắm. Cảm ơn em. Thực ra qua nhiều tiếng đồng hồ thì cơ thể cũng đã bị ngấm nước và tay chân thì nó cộng rộp hết lên. Thế nhưng mà tôi rất là cảm ơn cô Oxy và rất là khâm phục tinh thần của Oxy. Cố lên, cố lên. Cố lên, sắp xong rồi. Chắc chân vào, men theo đường bên này này. Men đường bên này này. Men theo đường này này. Năm 2019, kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Công an Nhân dân? 74 năm. 3484. Không được hả? 3484. Thì bây giờ là 4843 thôi nào. 4843. Không được không hả? Không phải hả? Không thì bây giờ. Từ từ. Tòa nhà số bao nhiêu mà người ta thường hay bỏ là 13. 3 đúng rồi. 3. 3. Câu tiếp theo. Em chưa 18. 3, như lúc nãy. 3484 xong rồi bây giờ là. Đúng rồi, 3484. Không thì bây giờ thử đổi số đầu cho cuối em nào. 4483 xem nào. Được rồi. Không thì 4843 xem nào. Không phải đâu, không thể nào mà lộn xộn gì được hết trơn á. Các nội lúc nãy cũng lộn xộn như vậy mà. 4843 hả? Ừ, không được. Tức là gồm 2 số 4, 1 số 8 và 1 số 3 đúng không? Tòa nhà nè, tầng là 13 nè. Ừ. Có một cái liên quan đến Điện Biên Phủ là em nhớ là em nói 1954 là 4 nè, 34 nè. 34. Em chưa 18 là 8 nè. Và 7 và 74. 3484. Ừ. 3484 đúng chưa? 3484. Thì bây giờ chỉ có tổ hợp trong 4 số này thôi. 3484 rồi xong không được. Lại thử đi 34. Không thì 4438 thôi nè. Đảo lung tung hết đi. 4483 nè. 3844. 3844. Ba nãy là 3484 đúng không? Nãy là 3484 như này, bây giờ thử đổi. Thôi anh bấm, có khi nào mình bấm chưa đúng không? Mình bấm chưa xác không? Đúng rồi mà, chỉ bấm như này thôi. Không thể sai được, 3484. Không thể sai được, 3484 thật sự. 4438 mình chưa thử đúng không? 448. 4483. Em nhớ lại chính xác câu trả lời em nào, có đúng không? 3448. Ngày hôm nay là Tâm đã thể hiện toàn bộ cái ý chí và nỗ lực của mình. Mặc dù qua cái lời Tâm vừa mới kể thì cũng hình dung ra được cái quãng đường nó khó khăn và vất vả như thế nào. Đầu tiên thì chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành thử thách ngày hôm nay mà không có sự giúp đỡ của các bạn nam. Đầu tiên là về phần là leo thác lấy bản đồ thì chúc mừng theo thứ tự Phương Oanh Đào, Oxy, Cầu Thanh Tâm hoặc Phương Oanh chinh phục thác 7 tầng và cứu đồng đội nam. Ở phần này thì tiếp tục Phương Anh Đào là một người xuất sắc. Dù bạn có một lạc đường lạc cầu đường chút xíu đúng không ạ, nhưng bạn đã nhanh chóng quay trở lại cũng như là vượt qua rất là nhiều khó khăn. Thấy lúc đấy Phương Anh Đào cũng khá là thấm mệt rồi nên là tôi cũng không muốn giục hay là phải thúc Phương Anh Đào phải nhanh đến chỗ tôi để mở khóa. Thì tôi lúc đấy cũng có bảo với Phương Anh Đào là
Hãy thở đi từ từ thôi, chứ không cần phải vội. Mệt không? Thở, 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 thở. Nhậm chắc vào. Đi được vòng cũng được. Đi được vòng cũng được. Nhậm chắc vào, nhậm chắc vào. Còn nói về Phương Oanh, mặc dù bạn là người xuất phát cuối cùng, vượt qua rất là nhiều bạn đồng đội khác cũng như là thí sinh khác để mà bạn là người thứ hai đến được đích đến, nhưng bạn lại là người mở khóa đầu tiên. Hôm nay cũng có người đã hỏi mình rằng là có tin tưởng rằng hay là có tin tưởng với bạn chơi của mình rằng có đến cứu mình hay không, hay là mình sẽ chờ ngồi đây chờ đến tối, và chờ đến tối mình có chờ được không. Mình sẽ lúc đó mình cũng trả lời rằng đơn giản thôi, mình sẽ chờ, bởi vì mình biết rằng là Phương Oanh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không, em vẫn luôn tin vào Phương Oanh. Cô ấy không bao giờ là bỏ cuộc, cô ấy không bao giờ bỏ cuộc. Về cái thứ hai, mình thấy mình rất tự hào về Phương Oanh, đó là cái khả năng bình tĩnh của Phương Oanh. Khi mà cái lúc mà Phương Oanh, tuy rằng Phương Oanh chỉ là về thứ hai thôi, nhưng mà cái lúc mở khóa, Phương Oanh đã thể hiện được rằng cái sự bình tĩnh của Phương Oanh để có thể mở được cái khóa và có thể trở thành là người đầu tiên mở được khóa. Oxy, vì bạn ngày hôm nay bạn có một cái bước khóa rất là nhanh. Mặc dù trước đó bạn đã bị lạc trong rừng... Một tiếng. Mọi người không có cho biết là đi vách vòng núi, cứ nói là đi lên núi thôi. Phải cho biết là đi vòng núi thì đâu có bị lạc tới vậy dữ vậy. Nhưng cuối cùng thì bạn cũng đã tiến bộ đáng kể và về vị trí thứ ba. Sau một nhiều giờ được ngâm mình dưới nước và tay thì bị xích, và dưới trời rất nắng rất là to. Và với anh em ngồi dưới đấy cũng là nước thì lạnh mà trời thì nắng. Và thứ hai thì tôi cũng thấy rằng là rất là lo lắng cho đồng đội của mình. Không biết là cô ấy có đủ sức lực để mà vượt qua được thử thách hay không. Nhưng mà tôi rất là tin tưởng và về khả năng của đồng đội của tôi. Một cô gái nhỏ bé nhưng mà hết sức là kiên cường với lại tất cả các thử thách. Người về cuối cùng trong bốn cô gái là Ngọc Thanh Tâm. Mặc dù như vậy thì bạn cũng đã vượt qua được cái nỗi sợ về vượt thác, là thác nước của bạn. Trải qua các cái tuần thi vừa rồi thì Dũng cũng thấy một cái sự thay đổi, chuyển biến rất là rõ nét về cái tinh thần cũng như là ý chí nỗ lực của Tâm. Thành tích mà Tâm về thì có sau cùng một chút. Nhưng là đến cái thời điểm đó thì Dũng lại chỉ hoàn toàn tập trung vào cái việc là lo lắng cho Tâm, không biết là trên cái quãng đường đi đó nhiều cái khó khăn vất vả thử thách như vậy thì không biết Tâm có bị chấn thương hay là lạc đường. Nhưng mà sau cùng thì Dũng cũng trước tiên là cảm ơn Tâm đã nỗ lực hết sức mình để cứu được Dũng. Cái thứ hai là Dũng cũng rất tự hào về bạn chơi của mình. Thật ra về cái phần mở khóa ấy, nguyên lý của nó rất đơn giản. Nếu như mình bình tĩnh mở trong vòng vài lần đầu tiên xoay thì khi mà nước nó chưa vào ghét vào các cái ổ khóa thì nó sẽ rất là dễ mở nếu như mình đi vào tra đúng. Nhưng nếu như mình mất bình tĩnh, mình xoay đi xoay lại cái ổ khóa quá nhiều thì nước nó sẽ ngấm vào cái ổ khóa và nó sẽ rít và nó khiến cho bạn khó mở. Và khi bạn luống cuống, bạn khó mở thì bạn sẽ càng cảm thấy rằng nó khó khăn. Em nghĩ khả năng là do Phương Anh Đào bị mất bình tĩnh và xoay đi xoay lại cái ổ khóa quá nhiều để nước nó vào, nó rít, đến khi bạn ấy xoay đúng vào con số đấy rồi thì nó đã đang bị rít, cho nên là nó không mở ra được. Đó là do mình làm cho nó khó mở thôi, thì là do lỗi của cá nhân mình. Cái chuyện mà làm em mất bình tĩnh ở đây, đó là bên sản xuất họ không phổ biến rõ ràng cho em đó là cái nguyên tắc như thế nào để mở cái khóa này. Ví dụ như tụi em có 3 cái số đầu tiên đến cái số thứ cùng thì chị sẽ nói với em đó là theo thứ tự từng câu hỏi để mở khóa, nhưng mà chị mới đầu chị nói với em như vậy. Rốt cuộc em làm theo như vậy không mở khóa được. Chị lại nói với em là bây giờ phải đảo đi, giữ hai cái đầu cái đuôi, bây giờ đảo cái ở giữa. Em vẫn làm theo như vậy, rốt cuộc em vẫn không mở được. Cái vấn đề ở đây làm cho em cảm thấy bức xúc ở đây đó là mọi người không có đưa ra một cái yêu cầu rõ ràng để cho mình cái chuyện mình mở khóa. Em cũng bị vấn đề giống chị Đào. Nói với em là bây giờ em nhớ những cái số này của em đi nha. Bây giờ lên đó chỉ cần một số nữa thôi là mở được khóa. Thì em với Đào vẫn y như vậy, rồi lên đó là bấm y chang và xoay tới xoay lui số rất là nhiều. Thì cái này thì ai cũng vậy hết, em cũng vậy mà, không ai được biết hết, mà cái này là tất cả là phải do tự mình linh động hết. Để em nói hết. Mà vấn đề ở đây là do mọi người không nói rõ cách mở khóa, là tụi em bây giờ có số trong tay rồi, tụi em xác suất tự mở đi. Nên như vậy thì em sẽ hiểu cái vấn đề ngay từ đầu. Còn đằng này là mọi người kêu sắp xếp theo số thứ tự, nên là em làm mãi mà không mở được. Em mở từ nãy giờ không được nha. Em thử mấy lần mà không có nào được hết á. Em đảo từ nãy đến giờ rất nhiều rồi, không được. Mọi người cho em lại cái quy tắc đi. Cái nào câu nào là số nào, cho em chính xác cái đó.
chị Phương Anh đến sau. Thì lúc đó là anh Lập đã thấy là em không thể mở được theo dãy số thứ tự đúng không? Thì mọi người mới nói là đảo nó đi. Những câu trả lời trước là thứ tự như thế nào? 6095. 6095, không đúng. Ngoài không ạ? Có thể đổi lại theo thứ tự. Thì chị Phương Anh lúc đó là biết là đảo à. Thì chị Phương Anh mới ngồi sửa đảo. Ban tổ chức lúc mà đưa cho bọn em câu hỏi để bọn em có được những con số thì cũng như các bạn thôi. Nói rằng là sắp xếp từ câu 1 đến câu 4 để được những con số cuối cùng của trong 4 câu đó. Và đến khi mà em vào em mở thì cái việc mở con số đúng không được thì cái bước đầu tiên mình nảy số đó là việc phải đảo con số. Tức là 6 thành 9 và 9 thành 6. Thì cái đấy là cái em biết được. Tự suy luận ra và đến khi đào hỏi em là chị ơi làm thế nào đảo rồi vẫn không được. Thì em mới nói rằng là nếu như em có con số 9 thì em đảo thành 6 và 6 thành 9. Thì lúc đấy là đảo mới ấy. Thì em nghĩ rằng là cái này là cái sự nảy số của mình thôi. Thật ra em nghĩ không phải là nảy số hay là không mà là do em nghe yêu cầu của từ bên đó. Em cũng nghe chương trình nói như vậy nhưng mà em nghe chương trình là em làm đúng nhưng mà không được em thông minh hơn là em tự suy nghĩ em đổi số. Không được. 6020. Ok, yeah. Cái vấn đề ở đây là tụi em đi rất là mệt. Lên đó trả lời từng câu hỏi để lấy số. Thì đến nơi làm ơn cho tụi em biết rõ ràng tụi em phải làm gì. Chứ không phải đến nơi và chơi một cái trò may mắn. Em rất là khó chịu với cái chuyện là mình sẽ chơi một cái trò may mắn. Bọn em ở đấy, bọn em nhìn đồng đội, bọn em trải qua một quãng đường rất là dài rồi. Xong rồi lại bọn em lại phải là nhờ cái sự chiến thắng và cái sự hên xui. Thì bọn em cảm thấy nó khá là không hợp lý. Họ đánh lừa mình thôi. Đúng rồi. Họ đánh lừa mình thôi. Còn đội nào có thì phải tự linh động hiểu vấn đề đấy. Chị cũng tự hiểu như vậy cơ mà. Khi mà chị đảo lộn trước thành sau thành trước không được thì chị phải đổi lộn ngược lại số. Thế thôi. Quan trọng ở đây là mọi người hiểu cái vấn đề mà mình mất bình tĩnh hoặc là mình cảm thấy không hợp lý nó nằm ở đâu. Chứ không phải là không chuyện phải em mở khóa trước hay được mở khóa sau. Còn cái đó mà đến lúc mà mọi người nói xác suất mà em mở không được đó là do em xui. Em hoàn toàn chấp nhận. Còn cái này là do hai bên nó có sự khác nhau. Mọi người không có hiểu được ý của nhau. Vấn đề là như vậy. Không, còn em là nghe chương trình nói là cho em cái số thứ tự đó. Em làm y như vậy luôn không được. Nên sau đó em mới nảy sinh ý cái trong đầu em là đổi số khác đi. Cái đó là do cái bản năng của mình thôi. Và chị nói cho em nghe, người đầu tiên về đến cái người thứ hai và người thứ ba về nó cũng khác nhau á. Ví dụ như người đầu tiên về chị rất là lúng túng. Khi mà bên chương trình họ cũng không có chính xác được ra là nó là xác suất hay nó như thế nào, rất là lúng túng. Còn mọi người á, về thứ hai, thứ ba thì mọi người sẽ biết chắc chắn là phải đảo số. Thì nó là đảo số. Đừng mang cái chuyện đó ra để lý luận cho cái việc về trước về sau. Tại vì cái cuộc mở khóa nó không ai hỗ trợ mình mình hết đó. Em mình chỉ vậy. Lo việc của tại mình thôi, mình đâu biết cho một cái mở khóa cuối cùng là để cho ai mở khóa nhanh nhất để chạy về thôi. Còn cái người mà chạy lên hay là chạy về thật sau sự là chị không thích cãi cùn với em. Không phải là vấn đề của em, chị trình bày xong rồi. Cái này là cuộc thi thật, cả vấn đề là vấn đề chung chứ không phải là vấn đề của chị và của em, chị hiểu không? Thật ra nãy giờ là Đào cũng chỉ đang muốn nói là ban tổ chức phổ biến cho Đào như thế nào thôi. Chứ có ai nói gì về bên đó đâu. Rồi cảm ơn các bạn. Nãy giờ là các bạn đã đưa ra ý kiến của riêng mình. Và rõ ràng là không phải là những cái gì ban tổ chức đưa ra hoàn toàn là mập mờ hết. Mà chúng ta chia làm hai luồng suy nghĩ và ý kiến hết là 50% các bạn vẫn hiểu được ý của ban tổ chức. Nhưng thật sự mà tôi nói thì thử thách không phải lúc nào cũng đơn giản hết. Các bạn luôn luôn đặt mình ở trong tư thế là sẵn sàng vì càng về sau càng khó hơn. Và đây hiện giờ thì chúng tôi sau khi bàn luận thì cũng đã có kết quả cho các bạn rồi. Ngày hôm nay đội chiến thắng sẽ là đội Phương Anh và Hữu Lộc. Thứ vui đầu tiên là ngày hôm nay sẽ là vòng không có loại. Tin vui tiếp theo, chương trình sẽ chuẩn bị cho các bạn một bữa tiệc thật là hoành tráng ngay tại nơi này và các bạn sẽ cùng với đồng đội của mình thưởng thức. Vậy là em xí người gà nha, em xí người gà. Mỹ Nhân hành động lúc 21 giờ thứ 6 trên HTV2 V Channel.